được đặt tên là cá heo Quang Hải á, bởi vì sút banh rất là giỏi. Cá heo bươm bướm. Và cá heo này có khả năng sẽ đẩy con người bay lên trên cao. Thiên Channel. Chào mừng các bạn đến với rạp xiếc cá heo Thiên Channel. Mình là huấn luyện viên của cá heo, và phía dưới là có huấn luyện viên Chibi Trắng. Chibi Trắng đang bơi dưới nước để cùng huấn luyện cá heo á. Và buổi biểu diễn đầu tiên hôm nay đó chính là cá heo Nemo. Bây giờ cá heo sẽ từ dưới và phóng lên cái phao. Wow, hay quá, hay quá. Vào xem vào thôi, vào xem mọi người ơi. Ôi, em cá heo giỏi quá, chị thưởng cho em 3 con cá nè. Ăn đi cá heo, ăn đi rồi chuẩn bị biểu diễn tiếp nè. Chị Chibi Trắng ở dưới đây sẽ chỉ cho em. Thì kìa, tiếp mục tiếp theo là bay lên đá bóng đi. Được 2 cái, còn cái nữa. Giỏi. Ui, khán giả vô đông quá. Cứ biểu diễn hay khán giả sẽ vào đông. Thì chị huấn luyện viên sẽ cho cá heo 3 con cá. Còn nếu mà biểu diễn dở quá, khán giả bỏ đi rồi thì không có được thưởng đâu nha cá heo. Dạ em nhớ rồi chị Chibi Trắng ơi. Đây, từ dưới phóng lên cái phao. Hay quá. Hơi bị dướng cho cái phao nhưng mà cũng hay rồi. Giỏi giỏi rồi. Tới em cá heo trái chuối. Được. Lên cái banh nè. Cá heo bệnh á nè. Thực ra là cá heo á, nhưng mà tại Chibi Trắng cho mặc cái áo trái chuối á, nên thành là cá heo banana thôi. Ai kìa, chị huấn luyện viên cho em ban cá thì em ăn đi. Giỏi, chuẩn bị. Thôi, bây giờ tiết mục gì vậy? Tiết mục này là phóng vô phao á. Phải phóng lên trên cái phao và đá banh nha. Hay. Khán giả vô quá trời luôn. Chuẩn bị được thưởng cá kìa. Kìa cá heo, tới ăn đi kìa. Dạ. Các bạn biết không, cá heo là loài động vật rất là thông minh. Ôi, thử thách của em kìa cá heo. Vừa phao mà tới 3 cái banh luôn. Chuyện nhỏ. Lên. Chính xác. Ui, khán giả vô chặt kín luôn. Không còn một chỗ nào dư hết. Rồi, tiếp mục tiếp theo đó chính là em cá heo tôm hùm. Cá heo tôm hùm á, có một chiêu là nhảy dù á mấy bạn. Chị bị trắng dạy cực khổ lắm á, mới biết làm á nha. Đó, nhảy lên rất là cao và còn nhảy dù nữa. Ôi, ướt hết rồi, trời, cá heo phóng làm ướt hết rồi. Kỳ quá, thôi bỏ đi. Ôi, thôi tiêu rồi, khán giả bỏ đi hết rồi. Rồi, em không có được thưởng cá rồi, cá heo tôm hùm ơi, em phải biểu diễn tốt hơn nữa nha. Dạ, như vậy được chưa? Lên, nhảy vô. Ai, được. Ôi, khán giả vô lại rồi kìa, nhưng mà cũng chưa đông lắm. Thôi, thưởng cho em 3 con cá nè. Khuyến khích, cố lên nữa nha. Dạ, rồi, bây giờ tiết mục hơi khó nè. Đó là vừa nhảy qua phao, đá banh vô khung thành luôn nha. Dạ, quay lại, đá vô. Ây da, hụt rồi, trời ơi, không có đá được cái banh vô lưới gì hết. Làm lại kìa, nếu không khán giả bỏ đi bây giờ đó. Hay quá, cá heo nhảy qua được khung thành luôn. Ui, hên ghê, biểu diễn vậy mà khán giả cũng vô coi kìa cá heo. Thôi em ăn cá đi rồi lấy tinh thần chuẩn bị đá banh nha. Dạ. Chuẩn bị, nhảy lên. Vừa có cái banh, vừa có cái phao nữa. Hay quá, nhảy vô. Hay, khán giả vô rồi. Chỉ còn một dãy ghế nữa là đầy chặt kính rồi. Thì kìa em được thưởng kìa, ăn đi. Rồi, nhớ những gì chị dạy chưa? Phóng lên. Lần này đá banh vô khung thành đó nha, cá heo tôm hùm. Dạ. Ủa, sao không có khung thành? Chắc là chưa á. Ôi, khán giả vô nhiều quá, yeah. Ôi, bây giờ Hải Cẩu biểu diễn đỡ đi, cho cá heo nghỉ ngơi xíu, cá heo mệt rồi. Dạ, Hải Cẩu sẽ đá banh vô khung thành. Hay quá ta, em đá thật đền hay quá. Suốt một cái là vô khung thành liền. Dạ, kìa em được thưởng kìa. Ngon quá. Rồi, bây giờ nha, phải nhảy từ cái phao này qua phao bên kia mà phải qua cái lỗ. Khán giả vô đông quá. Rồi, em ăn bạc cái đi, cố gắng biểu diễn cho khán giả vô nè. Rồi, chuẩn bị một cú phạt đền.
hụt rồi, làm lại. Ây da, lại hụt nó rồi. Trời ơi, em biểu diễn gì kỳ quá, khán giả bỏ đi bây giờ. Ê, để em làm lại nè. Vô. Bao rồi. Ồ, khán giả vô rồi kìa. Hay quá, cho em ăn 3 con cá nè. Hay quá. Xuất banh. Các bạn biết không, cá heo này được đặt tên là cá heo Quang Hải á, bởi vì xuất banh rất là giỏi. Hải chỗ Quang Hải đó, cảm ơn. Hay quá. Rồi, chuẩn bị hải chỗ biểu diễn tiết mục nữa nha. Phóng qua phao và rơi xuống. Hay. Khán giả vô nhiều quá kìa. Ây, được thưởng đó kìa. Bạn hải cẩu này giỏi quá. Đúng rồi, hải cẩu này là chi đi trắng huấn luyện nhiều lắm luôn á. Mới được biểu diễn như vậy đó. Ôi, còn một cái banh nữa thôi, cố lên. Bùm. Hay. Khán giả đó đầy ghế rồi. Yeah. Và tiết mục tiếp theo đó chính là cá heo cọp. Cá heo ơi, khán giả bỏ đi hết rồi. Em làm văng nước lên khán giả, người ta tức giận, người ta bỏ đi rồi kìa. Thôi em đừng buồn, cố gắng là được à. Dạ. Đâu có ai làm mà được liền đâu, phải có bị sai chứ. Nhưng mà mình cố gắng để mình tập luyện thì mình sẽ được thôi. Thôi em ăn cá đi cho no bụng rồi biểu diễn cho giỏi nè. Dạ. Rồi. Ây da, lại bắn nước lên người khán giả nữa rồi. Cẩn thận. Khán giả đi coi mà em bắn nước về hoài, người ta bực mình đó. Dạ. Đá banh đi. Nhớ nha, đừng làm ướt khán giả nha không. Hay quá. Có khán giả vô coi rồi. Ý, được thưởng đó kìa. Cá heo cọp, em ăn đi. Ôi, hình như là tiếp một đá banh hay sao á. Đúng rồi, đá banh kìa. Đụng trái banh và bay lên cái phao, sau đó bay qua khung thành nha. Yeah, hay. Ôi, được thưởng kìa. Dạ, em mới tập luyện có mấy ngày à. Đúng rồi, em mới tập luyện có mấy ngày mà em biết làm như vậy là giỏi rồi đó. Cố gắng nữa nha. Wow, khán giả vô nhiều quá. Giỏi. Tiếp tục nào. Và tiết mục tiếp theo đó chính là cá heo bươm bướm. Bạn cá heo này có khả năng sẽ đẩy con người bay lên trên cao. Hãy xem bạn ấy nha. Ây da, bình tĩnh. Rồi. Ây da, hụt rồi. Ai đẩy chú này lên không có được. Đây là chú huấn luyện viên nè, phải đẩy chú ấy bay lên trên không trung. Và chú ấy sẽ chụp một cái dây ở phía trên. Đó, cái dây ở phía trên kìa, trên đầu của chú ấy đó, có một cái cây. Rồi, phóng lên. Ô, chú ấy chụp được rồi. Hay quá. Giỏi quá. Ý, được thưởng cá kìa. Yeah. Và tiết mục tiếp theo đó là nhảy qua một cái thanh ngang, vượt chướng ngại vật và rơi xuống cái chỗ có mũi tên. Hay quá. Yeah. Hay quá. Mặc dù khán giả bị ướt nước nhưng mà đây là điểm đặc biệt của chương trình, cho nên khán giả không có giận dữ gì hết. Tiết mục tiếp theo đó chính là hải cẩu. Hải cẩu sẽ biểu diễn để cho cá heo nghỉ ngơi một xíu. Đó chính là vượt qua 4 cái thân. Hay quá. Hải cẩu có thể phóng xa ghê chưa. Ui, khán giả vào đông rồi. Cho em cá nè. Đây, bây giờ sẽ là 3 quả bóng. Hay quá. Ôi, khán giả vào đông quá. Hay quá. Đây, bây giờ hải cẩu cũng sẽ đẩy chú này lên giống như cá heo nha. Hải cẩu đẩy một cái, chú ấy bay lên cao, thiệt là cao luôn kìa. Hay quá, cao hơn hồi nãy cá heo đẩy chú đó luôn á. Hay thiệt. Wow, bây giờ tới mấy cái banh luôn. Ui, nhưng mà hải cẩu vẫn phóng ra được kìa. Hay quá. Và một cái cuối cùng. Hay. Khán giả vào đông quá kìa. Hải cẩu còn được tặng cho một cái vương miện nữa. Hải cẩu đúng là vua của nước mà. Có thể nhảy
nhảy lên cao thì là cao và biểu diễn luôn kìa. Hay quá. Hay quá, hay quá. Nhảy quá luôn. Hay, khán giả đã vào kính rồi. Kính hết chỗ, không còn một chỗ trống nào luôn. Ai cậu ơi, chị Chibi Trắng rất là tự hào với em. Em hay quá, hay quá. Hay, hay, hay. Hay quá, hay quá. Vỗ tay, vỗ tay. Rồi, ăn cá nè. Ơi, gần hết rồi, hãy cậu cố lên. Biểu diễn một tiết mục nữa là vô nghỉ ngơi nè. Một cái banh nữa. Ui, cái banh này cao quá. Phóng lên. Cao như vậy mà hãy cậu cũng đụng tới luôn. Yeah. Cảm ơn quý vị khán giả. Tiết mục biểu diễn hải cẩu và cá heo đến đây là kết thúc rồi. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.